dễ biết câu là câu dễ lắm, nó có ăn đâu, nhưng mà mình giục cái cần câu mà một chùm lưỡi á, mình giật 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 nó móc, nó đi đàn vậy nè, nó dễ bị dính lắm, trội vô cái đàn nó giật là nó móc nè, nó móc đầu móc đuôi móc đủ đó, đó rồi rồi đó, thấy không, thấy hưởng không, đã chưa? Yes, behind my house, lúc này nó có cả cả ngàn con luôn á, có kìa, nó quá trời luôn, nó cái đàn nó đi vậy đó, nó không có thôi rồi nó có một cái đàn. Mà hãy biết là cái mùa hè này là mùa này nước ấm nè, nó lên nhiều lắm, nào là cá mập nữa nè, rồi nào là cá mú nữa, đó, nó cái đàn đàn không, đó nó đi kìa, ui cha nhìn nó nhảy tứ tung xè cái hàng gì mấy ngày hôm nay hả, ủa sao ở cứ nghe chấm 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 hoàng cái sông sau nhà, đó that my house right there, nhà mình đó, đó 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 thì bữa đây là ở đây đàn cá nè. Đó, nó nhảy kìa. Đó, nó nhảy vậy đó. I love it. Con cá này nó béo lắm mọi người ơi. Nó béo, nó ăn rong không mà nó không ăn mồi. Vậy là chết nó với mình rồi. Nó hôm nay sẽ móc mấy con kéo lên rồi. Đó, nó nè. Đó nè, cái đèn nè. Cái đèn nó nè. Đó, đó, nó nhảy kìa. Trời mọi người, nó nhảy kìa. Đã không? Nó nhảy nè. Nó nhảy nè. Đó, mấy con nhảy là bự hơn nữa. Mà nếu mà nó nhảy nó nhiều lắm luôn. Oh my god. Look they are here. Oh my god, it open. Oh my god. Ooh, I love it. Ôi nó vô đây nó ăn á, nó ăn rong nữa. Nó nhảy rồi nó sanh con đẻ cái trong đầy nè. Oh, that's my river behind my house. Oh my goodness. Đàn đàn luôn, cái con này nó chết là tại nó đi đàn đàn á, cái xong nó mình chọi cái cần câu vô ngay cái luồng nó giữa, cái là nó cứ bu quanh quanh nó rồi mình giật hồi đó hãy đi xa mới giật được nó luôn, mới xa thì xa mới có nó, giờ nó đây sau nhà mình luôn, nó chơi cho tới chiều tối luôn, mà trời càng tối là mấy con này càng nhiều, trời càng tối mấy con này càng nhiều nữa, giờ này nó đang đi vui đùa. Đàn đàn luôn. Ra kia thì nước sâu hơn. À, nó con này nó đi nước cạn cạn không à. Nước tới đầu gối rồi là nó khoái lắm. Nó đi ăn rong. Nó không có ăn mồi mà nó ăn rong. Mà không biết câu nó câu được đâu. Nó không có ăn đâu. Có con nó bự đến tới bắp đùi luôn. Nó mới cái lũ nó mất rồi. Chắc là nó hay chạy tới đi ra. Nó vòng vòng ấy nè. Lâu lâu làm người ế. Nhiều lắm, mùa này là cái mùa nước lên, mùa ấy nó đi. Chưa nói á, mà khi có mấy con này là thấy mấy con cá lớn á, nó theo vô đây. Thải nó từng thấy con cá bự như cái đùi luôn mà. Nó vô theo nè, nó ăn mấy con này nè. Nó vô nó dí. The next day. Diễm lại lăn vào bếp với cái món cuộn cá đối, cá đối ở biển ở Mỹ. Vì thế cái cá bông lau thì Diễm đang kho, chuẩn bị một lát nữa cho nó sắc tí xíu nữa. Rồi thì sẽ bỏ lá húp khô nha. Rồi sau đó thì mình sẽ có ớt trái nha. Thì Diễm muốn cho nó sắc tí xíu nữa, cái nước mà nó đẹp ở đây nha. Cho nó có đầy đủ nêm đếm rồi, cho nên thì có nước mắm nè, có đường nè, có tỏi phi nè. Thưa quý vị, nên nếm cho cái khẩu vị của mình. Thưa Diễm thì người miền Nam ăn có thể nghiêng qua cái vị ngọt một chút xíu, nhưng Diễm phải try từ giữa miền Trung với miền Nam, tại ông xã của Diễm là miền Huế nên tự ra ăn hơi mặn hơn chút xíu, nhưng mà Diễm nấu ở chung giữa thì quý vị cũng dễ ăn hơn, cũng đâu có khó đâu. Nếu mà lạ quá thì thêm chút xíu nước mắm sống đúng không, nhưng mà nếu mặn quá thì qua ngọt nó hơi bị khó. Tự ra đang bóc gói người ơi, đang lấy vào cá này một lát, tưởng tượng bỏ những cái trái ớt trái nhỏ vô, rồi mình cắn vô nữa, rồi vô được cái hành lá vô nữa, rồi mình nêm cho nó đầy đủ rồi nữa. Còn ở đây thì và hành lá khúc vô nữa thì sẽ đẹp mắt hơn. Và đây thì mình đang chuẩn bị cho cái món cá, đang chuẩn bị phi tỏi để mình chuẩn bị cá thì đã được chiên sơ qua rồi, và cà chua thì mình muốn là cái món cá sốt cà chua. Quý vị ơi, cái cá thịt nó mềm mà nó dai, mà nó có cái độ béo của nó, con cá này rất là béo. Con cá bông lau thì cái thịt ở trong đó, nếu mình để trong mình nướng á, mà mình để lửa quá lâu á, hay là mình ăn không liền thì nó sẽ bị khô. Quý
thịt này nó vừa béo vừa thơm, người nào chưa một người nào không hài lòng với cái con cá này chứ một lần. Rồi từ từ một lát là cái điểm hoàn tất xong thì trình bày lên rồi cái thơm trắng nữa quý vị nha. Rồi mình có thể ăn kèm thêm cái rau sống nếu mình ăn với cá kho, mình có thể nêm nếm theo cái ý mình thích, hoặc là mình chế biến thêm chút xíu thì cũng là thú vị hơn, phải không? Tại vì con người mình là tạo ra luật lệ mà, nhưng mà nếu mình đừng cái làm chổi quá đáng thì nó không có đúng, nhưng mà chứ còn thay đổi theo cái phần mình thì cũng thích, phải không quý vị? Cá đối kho tiêu để giống như là kho cái dạng mà cá đông lao canh chua cá đông lao vậy đó, thì là cá đối kho nha, nó cũng có rất là béo, vì cái cá nó có mỡ quá cũng rất là béo, nó có phần bụng nè, những xương cho quý vị thấy rất là béo nha, ngon lắm luôn, cái thịt nó ít xương thì đẹp được nha. Đó rất là béo, mỡ cá thì ăn rất là tốt, và đặc cái hành lá cũng rất tốt, như vậy là chúng mình cái màu phải thật là đẹp, cái màu sắc rất là đẹp, cái đậm đà, thì nó định muốn đậm đà hơn một xíu, muốn sắc hơn một xíu cũng được nha. Đây là tắt lửa, sốt cà chua, cá chiên sốt cà chua, thì cá chiên đã là cái sầm vào đây, cà chua đầu cực đầu cho cái cà chua để cho nó mềm ra và cho nó tan ra một xíu rồi bỏ cá vô rồi sẽ kho cho cái đó và để nó sạch cái xíu rồi nêm nếm. Đó là mắt hồng thì có hai người chọn rồi ăn nhiều vậy nha. Ok, nhưng thật sự ăn xong mình cũng hãy thường xuyên vô cho bạn bè hay xuyên vô cho người thân của mình, bởi vì một lần nấu một cái công của mình thì làm nhiều hơn một chút xíu, hai khách cứ bạn bè đến thì cũng ăn đầy đủ. Chỉ có cơm trắng với da và rau sống là chúng ta có thể xế lụm hai món, không biết ăn món nào trước đây. Chắc Diễm nghĩ là phải ăn cái cá sốt cà trước thì nó không có quá mặn, thì vừa cái miệng mình vừa phải, rồi mình mới ăn qua cái cá này nó mặn hơn tí, chứ không ăn mặn quá mình ăn qua kia sẽ bị lạ. Rồi mình còn thêm phần canh chua nữa, nhưng mà thôi đi, hai món này thì Diễm đang cái chủ đề chính đó là cá kho và cá sốt cà, cũng là chủ đề là tiêu và cá, tại vì hai cái điểm đều bỏ tiêu hết. Còn cái canh chua thì nó vô canh, vô cái món ăn nữa thì nó không có cần thiết nữa. Thậm tờ mình ăn cái này với lại rau sống nha, rất là nhiều rau sống vô, mình cuộn vô, mình chấm vô, thì mình quết chung với cá, mình quết chung với cà chua, mình quết với hành, quết chung với ớt, rồi kẹp chung với một miếng cơm trắng nữa, bỏ vô miệng vô, như thế hả cái miệng bự ra nhét vô, rồi bắt đầu sau đó thì mình ăn cái phần nó sắp của mình múc thêm miếng cơm trắng nữa. Đầu mình tứng vào cái phần bên đây, ăn xong rồi cái miệng mình thành ông đĩa luôn nha quý vị ơi. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. Và cái Diễm vừa làm hoàn tất xong cái bổ phụng để mà nấu cho hai cái phần cá kho tụ, cá đối kho tụ cũng như là cá đối sốt cà chua, okay, để cho có thể chứ nếu tại đây là Diễm chỉ có hai người chính, nhưng những người phụ thì có thể là mời đi ăn cá nữa, nhưng mà Diễm thì đói mắt lắm, làm lúc nào cũng bị nhiều hết á, nên là quý vị nào cứ cần cứ gọi liên lạc ở gần thì cứ đến để mà tham gia, để tháp đồ vô để nghiêm nếm thử cái độ tươi, độ phép của nó như thế nào, coi những cái đúng hay không. Tại vì theo Diễm biết được là hồi Việt Nam thì cá đối có nhưng mà nó nhỏ chứ nó bự như đây, thì bự như đây thì nó lại béo hơn nữa quý vị nha. Và đây là cái phần mà Diễm vừa nấu xong, tóc tai còn bơ vờ, còn đang lung tung luôn, nhưng mà thật sự khi mình lăn vô bếp rồi mình làm việc gì thì Diễm đam mê công việc lắm, Diễm làm cái gì mình làm tới nơi tới chốn, tới xong công việc mình tự ra nó hơi bơ. Diễm đã làm xong cái phần này, đây là phần cá vừa cái chảo cá xong rồi ha. Okay.